Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát Thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý khán giả, cách đây đúng 79 năm, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. 79 năm đã qua, song không khí hào hùng và ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử ấy vẫn còn nguyên giá trị. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 79 năm đã trôi qua, nhưng giọng đọc trầm ấm cùng hình ảnh uy nghiêm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào mùa thu năm 1945 vẫn còn mãi. Ký ức về ngày độc lập đầu tiên của dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí mọi người con đất Việt, nhất là những người lính năm xưa. Chứng kiến những ngày đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, nên hơn ai hết, họ cảm nhận rõ giá trị to lớn của hòa bình, tự do và độc lập. Thì có cái ngày 2 tháng 9 là cái ngày quốc khánh, cũng như ngày được là công nhận là nước Việt Nam có một cái chủ quyền là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi đó là đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay là mình được tự do độc lập hôm nay thì không có cái gì bằng, mà nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chắc chắn là chúng ta chưa biết là được như ngày hôm nay, được tự do hạnh phúc như hôm nay. Tôi đó tức là người bộ đội trước đây, nhưng mà bây giờ đó sanh con đẻ cháu ra đó, tôi phải dạy dỗ nó tới nơi tới chốn, bởi vì cuộc sống ấm no nhờ Đảng nhà nước mà mình phải bảo vệ. Trên con đường phát triển cùng với cả nước, Cà Mau không ngừng bứt phá vươn lên. Đến nay toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 73%. Theo đó, hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng lên, khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn từng bước được rút ngắn. Cỡ khoảng chừng 5-7 năm trở ra đây đó, thì cái tình hình dân thì nó có cái phát triển nhanh đó, là với vấn đề như lộ này, như là nhà cửa cũng khang trang này. Rồi cái quan cảnh ở địa phương thấy nó cũng có cái phát triển là xanh sạch đẹp, người dân dân trí thì thấy cũng có phát triển, nó cũng có đổi mới. Từ việc chỉnh trang đô thị, rồi việc mà chúng ta trang trí các cái cờ khẩu hiệu để nhằm tuyên truyền quán triệt cho các cấp ủy đảng, rồi các cái tầng lớp nhân dân trong cả nước, và đặc biệt là đối với tỉnh Cà Mau rất chú trọng nội dung này để giáo dục cái truyền thống kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, ngày đầu tiên để khai sinh ra đất nước Việt Nam ta tuyên bố cái chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Và đây cũng là một cái khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một cái kỳ vọng chỉ đạo, và bác đã có một bài phát biểu rất quan trọng trong cái tuyên ngôn độc lập tại ngày 2 tháng 9 tại Ba Đình. Nhìn vào sắc màu phồn vinh thịnh vượng của quê hương, lắng nghe những thanh âm rộn ràng, nhộn nhịp từ cuộc sống mới hôm nay, chiêm nghiệm lại những gian lao vất vả và cả những thành tựu của Đảng, của đất nước trong suốt chặng đường 79 năm qua, càng minh chứng rõ hơn tinh thần của một đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao vững vàng lên phía trước. Trong 2 ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9 năm 2024, huyện Trần Văn Thời tổ chức giải bóng đá mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Giải thu hút sự tham gia của 100 vận động viên của 16 đội đến từ các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện. Với tinh thần thể thao vui khỏe, ngay sau lễ khai mạc, các đội đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hay hấp dẫn cho đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao huy chương cho các đội có thành tích xuất sắc nhất. Chiều hôm qua, lãnh đạo huyện Trần Văn Thời và đơn vị tài trợ đã đến bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo ở xã Khánh Bình. 2 căn nhà được bàn giao cho hộ ông Hồ Quang Dện và bà Hồ Kim Trúc, cùng ngụ ấp 4, xã Khánh Bình. Mỗi căn có diện tích 36 m², khung sườn tiền chế, mái lợp tôn, nền lát gạch men, với tổng kinh phí 50 triệu đồng do ông Trương Hoàng Đông, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trương Hoàng Đông, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tài trợ. Dịp này, đơn vị tài trợ đã tặng cho mỗi hộ một phần quà trị giá 3 triệu đồng và trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi trong dịch Covid-19 có điều kiện đến trường, phụ nữ huyện Cái Nước đã vận động tổ chức cá nhân trong ngoài huyện tặng nhiều phần quà, tập vở và tiền mặt. Thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi trong dịch Covid-19 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp phụ nữ trên địa bàn huyện Cái Nước nhận đỡ đầu 12 trẻ. Các trẻ đều có chung hoàn cảnh, sống chung với ông bà, kinh tế gia đình hầu hết thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian qua, phụ nữ huyện Cái Nước đã vận động, ủng hộ cả vật chất và tinh thần để các em có thêm động lực và điều kiện cấp sách đến trường. Nằm trong chuỗi hoạt động mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các xã trên địa bàn huyện Cái Nước phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu nông thôn. 3 cây cầu nông thôn được khánh thành đưa vào sử dụng lần này có thiết kế ngang 2 m, dài gần 70 m, tổng vốn đầu tư trên 300 triệu đồng do chính quyền địa phương vận động nhà hảo tâm đầu tư xây dựng. Tại buổi lễ khánh thành, người dân bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng vì từ đây việc đi lại, giao lưu hàng hóa sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống bệnh này. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp như tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh sởi, chủ động công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch và thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường truyền thông, tuyên truyền, vận động, đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và khuyến cáo. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát Thanh truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.